được cái giới số 1 là cũng về tầng số 6 là cũng hơn ở đây rồi. Nó không có vô ba đường ác, chứ không có bao giờ mà thành Phật liền một kiếp này chứ. Mà về trển là cả nghìn năm thì giết trái đất này nó là cả tỷ năm này. Lúc đó không biết cái loài người đó có phải là 5-6 feet như kiểu mình hay là mắt kiểu này, hay lúc đó loài người của mình á cái mỏ dài nè, cái răng nhọn nó không chừng, anh nói so alligator không chừng. Tại cái loài người trái đất này nãy thì hồi giải thích á, thì hồi hỏi cái gì á là nó tới 3-4 nghìn tỷ năm rồi, nó cứ xáo trộn hoài. Mỗi một lần mà cái dãy ngân hà trong cái vũ trụ thay đổi á thì cái trái đất này nó bị hủy diệt, rồi cái tự nhiên nó sanh ra những cái giống như thời người khổng lồ, người lông lá, người trong rừng vậy đó, người từ từ người ăn lông bỏ lỗ vậy, người từ từ cái thành cái người mình. Khi mình có da rồi á thì không có quần áo thì lông nó dày, da không biết vẫn còn á, ở trên ám. Bây giờ ai mà đổi nó hoài đi, cái tóc nó cũng rụng hết. Tức là mình tùy thuộc vào những cái gì vật chất thì cái đó thiên nhiên sẽ biến mất, nó đơn giản. Con người cấu tạo rất là phù du và mong manh cơ thể mình đó. Thì lúc đó loài người sẽ khác. Còn loài người bây giờ á là mấy vị nói là loài người của cái thời đại này, cái loài người của thời xưa trên quả địa cầu này không có giống như chúng ta, họ khác hơn chúng ta. Họ bây giờ trong những cái viện bảo tàng cũng còn có những xương sọ đó, có người khổng lồ cổ bố, rồi có những lúc có những người chung chung chừng chút xíu, giống như phim Harry Potter đó, mà có tiệc á, chứ không phải là phim đâu. Nhưng mà theo khí hậu và theo môi trường, theo thời gian dạng vật thay đổi, cây cối thay đổi, hình thù tướng tá con người cũng thay đổi, ăn uống cũng thay đổi. Hồi xưa con người chúng ta, ông bà tổ tiên chúng ta là người ăn lăng bỏ lỗ, làm gì có muối, có tiêu, có gia vị hay là biết làm lưỡi gì đâu. Hỡi mà ra mà giật lộn với con heo con cọp, giật được một là mẹ ăn tao, hai tao ăn lại mày thôi hả. Mà ăn tươi nước sống vậy đâu có làm chảy ra răng đâu, thấy răng nào răng nấy phải bự quá không. Thì cứ theo môi trường thôi. Nhưng mà họ cũng là những vị tiên, tiên của thời cổ. Nên bữa mình làm lễ đây á, có rất là nhiều vị cổ Phật hạ xuống cái núi mình, thì không sao. Rồi muôn trùng luôn, tức là hàng chục triệu vị đầy cái sân hết. Edwin ông cũng nhìn thấy mà, ông ngồi thì ông nhìn thấy quá trời lẫm ngõm. Cha thì về nói chuyện với một clip chứ có kể. Nhưng mà áo lông bào xanh hồi kia nhà nói khi mình thu xong nhiệm vụ này á, về trời thời gian giống như vacation vậy đó, thì trái đất này hết bất công rồi, nó không còn cộng sản nữa, là không còn vô thần, không còn ác nữa, thì thu về chảnh để lời cái đạo thế gian, thì thu đi những cái hành tinh xa xôi lập đạo tiếp. Đó là nghề lập đạo chuyên viên 2000 năm trước, hôm nay cũng vậy. Thì bữa cha cô có nói đó, chứ không phải là nói rồi con xong mà về nghỉ mệt ở luôn chứ, ở luôn chứ anh cũng buồn á. Tại mình có cái nghề, có cái tài á, mình không làm á cũng bị buồn. Giống như cả 6 triệu người hải ngoại chúng ta, ai cũng là nhân tài hết, học đường làm nẻo mà, học kỹ sư, học bác sĩ ở Việt Nam, học tá lạ hết, học kiến trúc sư qua Mỹ, đổi nghề hết, neo hết cho khỏe lẹ dễ kiếm tiền. Chứ thật sự chúng ta có một cái nghề riêng rất là tài đó, các bạn có biết không? Thông thường nó là hầu hơn phân nửa nha, chứ không phải là mình nói hết, nào cũng phải có số lượng. Ở Việt Nam tôi là optics, thợ vẽ phải không? Việt Nam tôi học về vật lý học, cây cối. Mấy cái đó kiếm tiền khó quá. Bác Trọng làm năm có ngàn mấy đô. Tôi qua tôi vũ ngày là 4-5 ngàn hơn Bác Trọng gấp mấy lần, không sướng hơn. Ông để ông nhức đầu đi, ông lãnh ít tiền. Còn mình qua quẹt quẹt về bàn tay cái là mình có vài nghìn. Đã cho nên ai cũng đổi nghề.
Nhưng sau khi rồi về nào đó, mấy con đổi ngược lại ngày cũ này để giúp quốc gia mình. Cái đó là cái hoài bão của mình, lý tưởng của mình. Mà học mà không làm được, mà đi làm để mà cung vụ cung phụng cái thân tứ đại á, tức là sáu phàm ham tiền á, thì sao lại là tại vì mình không có chọn được ước nguyện của mình. Chúng ta sống là vì chúng ta có hoài bão, chúng ta ngồi đây là vì các con thương phụ thương cha thương Tiên Long Sơn ngồi đây, chứ ai bắt các con tới đây đâu. Giờ trời nắng trời mưa gì quanh năm suốt tháng, mấy đứa gần đây biết cũng có người về kiếm tụi à. Thì là trong cái A Lại Gia Thức, tôi nhớ tôi phải làm cái gì, tôi phải về Thiên Long Sơn, tại vì cái ông nội này tôi nhớ tôi gặp ổng ở đâu trên trời này. Bây giờ tôi lăng quăng tôi lạc đường không biết đường đi, ổng hay dẫn tôi về tôi mới chịu, chứ còn người khác dẫn là đi lạc tiếp, kiếm thầy không bà đi ông dẫn đi cho thầy. Thì cái là giới thức mình nó mới xui khiến mình, thì hôm nay mình kết tụ lại nơi này. Tại nãy hồi ngồi nói chuyện với mấy gì, mấy gì nói những người này đa số 70-80% là ở trong cái gọi là cái kingdom, cái territory của riêng thuộc của một cái vị trời mà cha cho phù cai quản, mấy con là tiên chúng trong cái di dòng. Khi xuống xuống đây thì hôm nay tụ lại đây để mà là những ngày đầu lập đạo. Đạo Thiên Tâm vẫn còn là trong thời gian đoạn đầu nha, đoạn đầu là đoạn quan trọng lịch sử, giống như cái đoạn mà Chúa trốn chui trốn nhủi rồi bắt đầu cái buổi tiệc cuối cùng là đãi uống rượu gì đó, rồi cái là bị ông Paris thọt cho ông vua, cái ông vua bắt rồi đem đóng ba cái đinh đó. Thì cái đoạn mà chạy vòng vòng đi trốn á, bị rượt á, thì Thiên Tâm mình cũng đang còn giai đoạn nó bị, nó được officially legal trên giấy tờ ở Mỹ, nhưng mà officially mà tất cả tăng ni sau này tất cả các tôn giáo trên thế giới phải đứng lên tuyên dinh dấu hiệu Thiên Tâm, đó mới là đúng, đó là cái cuối cùng cả thế giới phải thừa nhận, và tất cả các tôn giáo, các giáo chủ Đức Giáo Hoàng và những pháp chủ Phật giáo của Việt Nam phải có những cái ngày đó. Còn bây giờ chúng ta vẫn là những cái đoạn đường đầu mà đã là như vậy rồi. Ở Mỹ 5-7 nghìn, Việt Nam là hơn phần tư nước Việt. Ai không đeo dấu Thiên Tâm này bất cứ lúc nào có thể bị đột tử. Tại vì những vị thánh thần á, khi mình nhìn vô người á, cái dấu này nó phát quang ra thì người đó có tội nặng cũng được giảm, không có chết bị sầm sư vậy đó. Không cần đọc kinh thì là khỏi nói là tốt rồi, nhưng mà ý gì nữa, mọi người nên hiện giờ, tại vì những ngày sàng lọc á nó còn go on tiếp tục những ngày kế tiếp, đó là khi bữa nay anh Kim Nhân Uẩn ảnh đổi tới cỡ nào, ảnh càng đói á thì ảnh càng muốn bấm nút, tại vì giờ ảnh hù hoài không ai care tới ảnh nữa, không ai lơ lơ hết, đúng không? Giờ tao tao làm thiệt chứ sao tao đốt tao cũng chết, tao bấm thiệt à, là anh Uẩn à, rồi cái anh Tập thì làm sao lưng anh nói mày bấm thì tao phải bấm theo, tại vì tao bấm thì tao biết tao chia năm sẽ bảy, nhưng mà ở trong á dân cũng đói luôn rồi, cho nên nổ ra một lượt á. Nước Tàu là nước đúng ra là được hưởng hồng phúc lấy ân, người ta cho kinh tế lên, Mỹ cho kinh tế lên cho IP vào cái lấy quán trả thù, cho nên hôm nay bị sơ sát lại nghèo trở lại. Còn nghe cũng vậy, một nước cường quốc nhất nhì, có nó có dầu hỏa là số 1 nghe, nó có kim cương, nó có vàng nữa, nó mỏ mỏ vàng chứ có đủ hết, chế vũ khí bán khắp thế giới. Nhưng mà hôm nay
điều tàn nghèo, gần nghèo trở lại. Anh thấy đợi lẹ không? Giàu sang nước tuôn có một vợ, như bà Trương Hồng Lan bữa nay như người ta đề nghị thuốc độc cho lẹ đó. Đúng rồi, bà không có chết. Là tự gì ma giật ma, quỷ giật bỉ, câu này nói lâu rồi. Mà chết càng lẹ đó, chi bớt khai nhiều. Thôi, mày chết lẹ đi. À, để mày đừng khai ra tao. Tao bắt mày nhưng mà tao cũng có dính líu, nhưng mà tao không có tình bắt mày. Tao là ông tòa, tao cũng có ăn hối lộ trong tiền của mày á, nhưng mà mày, tao phản cho mày chết lẹ. Để cho mày, đó là người người chết không biết nói vậy đó. Cũng tội nghiệp bà. Nhưng mà bà muốn sống á, dòng họ bà hôm nay phải gặp sư phụ. Một người đại diện sư phụ mới xin được. Xin cha, bà cũng là bà tiên đó con. Một coi gốc bà cũng dữ lắm á. Bà ba gì vậy? Chủ tịch nước là bà Ngân là gì? Ngân á, là rồng, mà rồng bạch long á, ngậu luôn á, rồng trắng ở dưới biển, dòng tộc của Long Dương á, lên đây làm chủ tịch nước không? Còn mà rồng lửa là trên trời, lửa thiệt á, lửa mà khà cái lửa đó, là bà gì đó, Phương Hành phải không? À, còn ông Dũng là voi á, là loại rồng, cái đuôi thì sư tử, chân sư tử. À, đúng là do là kiểu đó. Còn Phạm Nhật Dưỡng á, là gì không? Con rùa, con rùa vàng dưới nước. Ủa, cốt của mấy người này toàn là thứ dữ không à. Rùa, rồng, quy được không? Bill Gates là con chim thôi, con chim giống nhân công, con chim chỉ. Còn Elon Musk là người người xám. Còn ông Võ Hoàng Yên á, là con tròn, con tròn có chút bẻ vậy mà biến ra thành Võ Hoàng Yên. Tôi làm từ từ đi sẽ biết. Ở đây nhiều cờ cốt cứ cười trò thôi. Ủa mày sở thuốc trong nhà tao lúc này tôi giữ cái ta. Con người chúng ta nó không phải là con người mà ẩn ở phía bên trong cái pinnacle trong cái trong đầu mình á, Mỹ nó có cái cục giống như cái trái dương vậy đó. Cái đó là mà tại vì mình uống nước fluoride nhiều quá cho nên nó mờ, cho nên mình không có mở thiên nhãn thông được. Mở thiên nhãn thông là mở trên đầu chứ không phải tầm mắt nha con. Thì cái đó nó bị mờ, làm cho người mình không có thấy được người kia là cốt gì, hay là suy nghĩ cái gì, hay làm cái gì. Chứ những người tu tập thì người ta clear được cái đó, người ta mới thấy. Nhưng mà giống như từ đầu tôi nói, cha là một cái sân chơi cút bắt không biết gì hết, mà đi từ tâm trở lại, tâm đi theo cái tự tánh mình trở lại là về trời thì mới là đúng. Chứ còn cho biết cái này cho biết cái kia cũng như không. Nếu mà sư phụ mà từ ngày đầu mà lúc mà đi tu cũng cả mấy gì đâu, chưa có gỡ cái wifi ra, chưa đâu có biết, thì mình phải tự cái tánh nó mới có núi Thiên Long Sơn, có chùa rồi mới có tới ngày hôm nay. Chứ bây giờ làm chủ mình sướng, tự nhiên ấy, bỏ vợ bỏ con ấy, cho hết tài sản đi tu, có ai làm chuyện kỳ cục. Cái này lại giới thức mình nó lái mình như GPS vậy, bấm vô xe Tesla chạy tự động, nó mở bài vậy, bấm nút autopilot. Chứ sự hữu lúc con không có control được. Tuổi thanh xuân, thanh niên, tham vui, tao không đi quán nhậu đi, không đi cặp bồ cho đã. Sư phụ là người có tiền mà ở vùng này là tuổi trẻ nhất á, muốn gì cũng có luôn. Mà tự nhiên á muốn đi tu à, năm 2007 ai cũng trời ơi giật mình. Mấy nhân viên nó quản hồn, tôi nguyện theo anh cả đời, làm lính của anh mà anh nhìn bỏ đi tu, thời đất ngộ lắm. Đến lúc mà mình làm gì mình không có tự chủ vậy. Thì cái sân này là cái sân bịt mắt, cút mắt. Thì từ đó đó, công đức cũng đi từ cái bịt mắt này. Mình không biết mà mình làm đúng thì cha thương mình. Cũng giống như buổi lễ, mình thành tâm, đứa nào làm gì cắm hoa từ cái hoa Mỹ Hạnh này, Trinh hay là Thảo hay là cả đống mấy đứa này là bảy rồi á, thì làm cái gì vô mấy gì biết hết, mấy gì kể cho cô nghe mà, trời lắm, đệ tử giỏi,
năm nay là tuyệt vời. Dù hỏi vị nào, dù vị nào cũng khen mấy con hết, chân đàn ông khen khen luôn mà không có danh từ nào diễn tả bằng chữ tuyệt. Ông nói vậy à, ông đây ông đứng hết trơn. Tức là năm nay coi là vui á, cha cũng vui, mấy gì cũng đều vui. Nhưng mà mấy về kêu mấy con lo lo cũng phải cảm ơn ông thằng mưa thằng gió ngày bữa đó. Tại ông có quan trọng lắm, ông làm đảo lộn nữ thiên nhiên chút xíu á thì cũng là không có đúng. Hay giống như bây giờ tự nhiên cái lịch trình của ổng tự nhiên kêu ổng ngừng vậy thì những cái nơi khác nó bị ảnh hưởng, không biết không, mình cũng không có đúng. Ổng ngừng nước chỗ này thì chính nước kia nó dâng lên làm sao, ổng phải làm sao điều hòa cái địa cầu mà. Chỉ vì mình có mấy tiếng mà ổng ngưng bữa đó, bữa nay ổng đổ mưa lại nữa, ngày hôm qua ổng đổ lại không bù lại. Thì cả 400-500 đứa còn có hiện diện ngày 19 tháng 2 ngày Vía Quan Thế Âm, chứng kiến bằng mắt luôn là một cái núi linh thiêng số 1 trên thế giới ngoài Hồng Kông. Còn hộ lại thì mấy con có lòng tin thì mấy con biết, nhưng mà trước mắt mấy con thấy ngoài chuyện Mỹ Mỹ được Mạng Đà La tức là những vị Bồ Tát đó đến để mà blessing. Thấy cùng một lúc song song hạ lên mới học Facebook rồi tự nhiên nó về ngành khai thác YouTube để nó đưa cái thế giới chúng ta một cái tầng văn minh lên. Thụ cũng là về di mạch chip là của cái này. Tại sao cha không cho thụ là về di mạch chip nó đi, tại chip nó có rồi, nó có Intel, có Đài Loan nữa không. Mà tại sao tự nhiên cái thằng chip mà lại thảy ra thằng gõ mỏ? Bây giờ cuối cùng con nghĩ cái thằng gõ mỏ với cái thằng Facebook với cái thằng xe điện Tesla, thằng nào quan trọng hơn? Cái thêm ông Tướng Trâm, trời ơi, giờ con nghĩ Tướng Trâm sau này dĩ nhiên là ổng là cái máy cài của sư phụ, ông thấy cài rượu gì nữa. Nhưng mà người ta sẽ nhắc ổng trong những cái thư viện chừng vài chục năm là cùng. Cái này sẽ đi 3.000 năm, không có ngày nào mà trên thế giới không có hàng triệu người kêu tên sư Hữu Kiệt ơi, con còn ở dưới này. Nhất là cái anh phải không, con còn mê trang cho nên con còn ở đây. Sư Hữu hứa kéo con về mà, kêu được không? Thì sẽ lưu truyền 3.000 năm cái thiên lòng trời, cái dấu hiệu này. Mỗi một người nó có cái role như thế gian chúng ta y như vậy thôi, giống như một công xưởng, giống như một cái tổ chức, giống như một cái quốc hội hay là một cái quân đội, đều có hàng ngũ, người nào làm chuyện gì ra chuyện đó. Hôm nay mấy con học được cái gì làm cái gì thì mấy con thu nhặt được thì về trời á mình cũng làm giống như vậy, mà làm cái khó hơn cao hơn. Con người chúng ta không bao giờ ngừng nghỉ những sự thăng tiến, kể về trời cũng không có ngừng nghỉ, ở trển cũng có cần phải thăng tiến lên nữa, thì dưới trần cũng vậy. Cái vụ đóng vai như kiểu này thì cha cho đóng vai, còn những ông anh của sư phụ mấy ông giỏi về mấy chuyện khác thì cha cho mấy chuyện khác, còn sư phụ chuyên viên lập đạo kinh qua địa cầu này sư phụ không thể nói hết. Cha nói hầu hết tất cả các đạo từ bao nhiêu chục nghìn năm nay quả địa cầu là do cha sai sư phụ xuống lại một cái nhiệm vụ thôi, cấy một cái hạt giống xuống. Cái đạo Ấn Độ, cái đạo Sinh, cái đạo Hồi. Đạo Sinh mà của Ấn Độ bây giờ nó nhiều, hàng 500-700 triệu người,
thật sự cái ông đó tên gì quên, con coi là lịch sử. Ông có một người bình thường á, lúc đầu ông đâu biết ông là ai, rồi ông là người bưng giác luôn. Đến lúc ông nói những cái lời hay với đẹp, người ta theo ổng, người ta đặt cái đạo nó tới rồi. Ông nói nắm đổ, đạo sinh á, cũng là thờ về Thượng Đế. Tất cả các đạo nào mà nói về Thượng Đế thì nó hợp với cái giai của Thượng. Hôm nay cái giai này nó cũng giống vậy, nhưng mà nó kèm thêm một chút là set một cái base, set một cái nơi trung tâm để mà liên lạc với thiên đình, đó là núi Cấm, nó là nước Việt, cho nên nó có cái nửa đời nửa đạo, chứ nó không phải là đạo không. Cho nên nhiệm vụ kia này á, nó kèm theo như một cái điều khoản đó. Nhưng mà những lần trước á, nó không có cái điều khoản về đời á, thì mấy chư thiên ở trên trời không có cần phải rớt lịch lịch xuống đây thì xuống gieo cái đạo đi về, thấy không? À, đóng phim cũng như điệp viên 007 vậy, vô làm nhiệm vụ xong rồi mình đi về. Còn kim này nó có đời có đạo, cho nên vụ mang xuống đây á, cái ban bệ họ họ mấy gì chứ khoảng như người ô nhiều lắm, nhiều nghìn người lắm thì ngồi đây nè, nhiều lắm, mà ở bên Việt Nam nhiều lắm, chứ không phải một mình cái bộ làm được. Thì sau này những họ thiên ra để mà lãnh đạo nước Việt á, và giúp cho nước Việt á, thì cũng được phần đó. Nên kỳ này thú là nguyên một cái đại bang, chứ không có đi lẻ loi. Trong đó còn khói không mình? Ok, giờ đóng ngồi đi. Đây, mấy bác ngoài này lạnh. Đợi hai đốt nghe rồi bởi lại. Nè, cái máy sưởi nó hư rồi con ơi. À, con mở lên nó chỉ ra AC không mà nó lạnh thêm á. Tại chưa có sữa. Máy sưởi nó ngu quá. Nắm về mới vô nó vậy. Sao mà lê xà coi tiên ở trên kêu sư phụ á, thái tử á, phải để ý những đứa nó rất là thương và trung thành thái tử, nhưng mà những đứa nó không bao giờ dám tới gần hoặc là nói chuyện với thái tử. Cái tụi mới hỏi cái gì, ủa sao kỳ vậy, không tới gần rồi không có biết tánh nó rồi làm sao ấy. À, tại vì cái thần thức của nó là người trong hoàng cung của thái tử, nó xuống đây à, nó biết như vậy, nó im vậy, để ý mấy đứa hộ pháp thứ thiệt. Còn hộ pháp cũng có nhiều dạng lắm, nhưng mà có gia đình, có cái hoàng cung mà, có người làm giường, có người như kiểu hải không, có người trong nội cung, có người giao tiếp, tức là nguyên một cái đại family, nói chung là một cái gia đình bưng xuống đây cái rầm xuống, người làm chuyện, người làm nhà bếp vậy đó. Xuống đây thù cũng giống như tất cả các con thôi, các con là tiền hết á, thù cũng là tiền. Tiên trưởng đi, tiên đại ca đi. Thì à, đều là
thành thông hết, định mắt định mũi hết, nhưng mà có một cái là cho cái lực khác để mà mới giao tiếp được á. Mấy con thì không được cái đó, nhưng mà mấy con cũng phải nương theo những cái gì thù nói thì mình mới hiểu được mình. Chứ mình sống mà mình không biết mình là ai thì mình sống làm cái gì, vô nghĩa. Mình đi hy sinh cho ai? Hy sinh cho thằng nó cốt, nó con chuột. Cuối cùng rồi, con chuột nó cũng đầu thai thành chuột ha, tánh nó không có thay đổi được. Trời ơi, mình trên trời mình là tiên, phải không? Sống trong hoàng cung của thiên đình mà xuống đây tôi đi hậu con chuột, tôi đẻ cho nó ba đứa con. Chuột lai, chuột lai tiên. Đó. Rồi tôi cực khổ như vậy. Rồi cuối cùng á, tôi sân si rồi tôi bị đỏ uổng phí. Nó có, nhưng mà cái khó đó, nó bó cái khôn. Cái khổ á, mà vượt qua được cái khổ là bậc anh tài. Còn bị cái khổ mà là giật ngã đó là hèn yếu. Phải vượt qua. Đứa nào trên trời xuống đều khổ hết, không có ai mà vui sướng. Càng cao càng khổ. Ê, đại tử Nam lại đây ngồi, ngồi sao đi. Bữa hôm con hỏi gì con cũng dám hỏi trước mặt không? Tại vì hữu ích có giờ gặp riêng con. Giờ trước máy ống kính này muốn hỏi gì hỏi, nhưng trả lời cho. Lên đấy, ngồi sau lưng này nè, ngồi chứ xa vậy. Còn muốn lên quay phim lên đây ngồi. Lên. Mày sợ máy phim lắm mà. Ê, còn sư tử Hà Đông. Đây ngồi đi. Bữa hỏi gì? Mà đàn ông mà cái gì cũng phải chứ bây giờ á, ông cha đó hay là nhà thờ ông thầy cũng vậy. Mấy cái bà mấy bà vừa mới đi ngoại tình hồi hôm về cái là che bức màn. Dạ thưa cha, hồi hôm con không có kèm chế được, con đi lẹt xẹt, xin cha tha tội cho con. Tức là mấy ông cha nhà thờ, mấy bà đâu có mắc cỡ. Con là đàn ông mất còn mắc cỡ hả? Cốt con là gì con hỏi rồi, tôi trả lời cho. Tôi biết hết rồi, dù có lật cái sổ của con trên trời rồi. Để bữa hỏi tôi chưa biết, vừa mới vừa lật cách đây 4 ngày. Để bữa giờ không có gặp nó. Dạ. Thì bữa con hỏi thầy phụ là... Đừng quay nó hay con, nghe tiếng là được rồi. Là cái cốt của con là cái gì? Cốt con là cái gì? Dạ. Rồi, sao nữa, hỏi tiếp. Rồi... vấn đề vấn đề đó hay tới nhị hay trả lời. Ở đây có ai có áo cà sa không bà? À, mấy con lấy cái áo cà sa mà áo màu hồng này được á, quấn nó thấy. Giờ chú trả lời thẳng, có trước mặt cái gì có ống kính, chú không bao giờ nói sai. Còn có em chấp nhận không? Có sao nói gì? Vỗ tay tuyệt vời. Này đại tử nè, thì chơi lần này nó mới theo thụ mà nó học lẻ lắm. Bây giờ biết đọc kinh nữa. Có con là tướng nó đâu có ẹo đâu ta. Con là nữ. Mà nữ gì phải không? Nữ tu. À nó là chủ trì một cái chùa nữ tu ở vùng đầu Vĩnh Long á, miền Tây á. Cũng là tiên, nhưng mà một chùa đang nói về cái tiền kiếp vừa rồi, cho nên trong cái lại giải thích chắc nó học đọc kinh lẹ lắm. Con là nữ, kiếp vừa rồi là nữ, nhưng mà nữ nam nó không có ấy, chỉ là mình trải nghiệm thôi mà. Lâu lâu mình ăn cơm ra đường mình ăn phở thử món đó mà. Bữa nay thử món đàn ông nữa. Thế nên hôm nay cũng nữ, cũng giống như cốt của thiên viên vậy đó, cũng là nữ tu, nhưng mà thiên viên thì tu ở chùa đâu mà nhà trang, cho nên có căn cơ tu cao đó. Cũng là có, đến ngày đến giờ đó, đủ tiền rồi, bữa 500 triệu không có không, 50 không có không, cuối cùng nó còn có 5 triệu, 5 triệu là dư rồi, hồi xưa thụ đi tu chỉ cần 1 triệu thì còn như thụ cho hết.
thôi giờ bắt chức phụ giữ 1 triệu, còn 4 triệu cho mấy chị em. Nó có 5 triệu. Đấy, dưới tiền nhiều quá tôi không có được. À, đến ngày đến giờ là phải quay đầu là nhỉ đó. Đó là con là tốt tu. Chứ không ai bắt con ngồi đây tự lại giải thích con á, tôi phải đi về cái đường cũ của tôi. Bữa nay tôi xuống trần tôi khổ quá trời rồi. Tiền cũng chẳng làm cho tôi vui quá không. Tôi phải đi kiếm y ai ở, kiếm bạn đạo, kiếm thư phụ, kiếm chùa, kiếm nơi để tôi nương tựa tinh thần. Tại vì người tu là phải trở về tu. Cho nên từ đây tới cuối đời còn lại con sẽ là tu. Thế con không phải là cốt thường nữa. Con cốt cao hơn Phạm Nhật Dượng nhiều. Nói không rủa đâu biết tu đâu. Sực, sực tiền, sực stock. Nếu cờ bốt đồng mấy á. Mình nợ phát. Mới hôm mình gặp đóng nên nợ phát đúng không? À. Còn chuyện nghiêng này không nên nói đây. Gốc tu không hay. Nhưng mà sao ngộ á. Ước vậy mà nói hồi trước rồi là con gái nè. Không người á có kiếp gái, kiếp trai cái thay đổi liên tục à. Giống như ai nói anh Khanh kiếp gì rồi là con trai. Bây giờ nó là con gái nè. Đó, nhỏ này nè nó là con trai đó. Giống như Lệ vậy đó, cũng là con trai đó. Giống như Tuyết Mai mình á. Tuyết Mai mình á. Cũng đẻ con vậy, nó là con trai đó. Ở đây còn ai còn trai nữa không? Con gái không? Dương nói vậy nếu mà thì mình tu có tiến triển thì mới đổi ra con trai hay sao? Cái thằng này nó hay á. Tại vì cái công đức mà mang thân nữ mỗi tháng nó cực mệt lắm đúng không? Mà bực bội khó chịu nữa không? Còn bị cái gì á đủ phụ nữ là không có phước mới đầu thai thành phụ nữ. Bị chồng hành hạ rồi nữa. Nhưng khi mà biết tu á kiếm chức là sư cô mà thì hôm nay nhờ cái phước đó đổi thành thân nam. Còn có biết cái ngày địa tạng mà cầm ngoài đó không? Thì giờ là thân nam đúng không? Dạ. Nhưng mà thật sự ngài là ai không biết không? Thánh nữ Bà La Môn là một đứa con gái có hiếu Phật Bồ Tát Địa Tạng á. Thì ngày xưa thời đó mẹ của ngài Địa Tạng mất cái thánh nữ, cái cô nữ đó, gái nhỏ thôi, có như thằng ngài đó. Cái khóc lang thang, cái đi vô một cái miếu quan thì thấy một cái tượng mà bụi đóng rồi đó, thì cái thánh nữ mới thấy tượng á, mới quét tượng, quét bụi, cái do là Phật cảm động. Phật không phải là mua một cái tượng bằng vàng mà nặng một tấn mà để trên nền Phật thích đâu con, chỉ cần phủi bụi thôi. Nhiều lúc mà động tới tâm Phật, Phật cũng thương, cũng nhắc tánh như phụ vậy. Có nhiều đứa không làm như phụ á, phụ cũng rất là thương, là chỉ biết cái tánh của nó là thương mình thiệt. Thì lúc đó Phật hiện ra, Phật hiện ra luôn mà nói ta sẽ cho con gặp mẹ con. Thì lúc đó cái thanh nữ Bà La Môn thiếp đi, thì thiếp đi trong cái đường thiếp đi thì thù chỉ đọc kinh lâu ngày gần mười mấy chục năm thù cũng quên, nhưng mà nói tóm tắt mấy con dịch chi cứu lại nha, có nói sai thì trên mạng cũng phải dịch chi cứu lại. Chả có ai mà đọc kinh qua mà nhớ hết. Mấy ông thầy cũng vậy thôi. Sư phụ lên dĩ cũng dữ lắm rồi. Thì đi đầu tiên mình thấy một cái tổng cộng 4 cái biển. Nhớ khoảng 4 cái biển. Cái biển đầu tiên rất là đẹp. Rồi trong đó có nước. Rồi cái hồ có cá sấu đồ đó. Dưới địa ngục mà. Đang đi về đi dưới địa ngục để tìm mẹ. Tức là ngày Địa Tạng. Rồi xong cái thánh nữ mới đi qua cái cầu. Cầu thì thấy toàn là tăng ni bảo vàng. Nhiều lắm. Không có áo mạo như mấy con dưới đâu. Rồi cái đi nữa. Mà cầu đó ai đi ngang á.
mà không có phước rớt xuống thì bị mấy con quái thú dưới này sực nó ăn nó nuốt. Rồi cái đi tiếp thì thấy có một nơi hành hình những cái người ở dưới không ai mặc đồ chứ, không biết mắc cỡ, ở dưới đâu quần áo, ở dưới đâu ở cởi ra hết cột giống gì nè, lửa cháy phừng phừng, ôm vô chín xèo xèo à. Rồi cái điên khúc có những người ngồi có hai đầu trâu mà mặt ngựa đó, cầm cái cưa găm bụng. Mấy người làm tội, mỗi cái tội nó có cái kiểu hành của nó. Rồi cái điên khúc mấy con bị móc cái lưỡi ra, cắt cái lưỡi tại nó láo nhiều á. Rồi cái điên khúc cái thanh nữ là đồn, thấy cái chảo dầu sôi sùng sục sùng sục, có thảy vô chiên mấy người đó. Chiên là chết thiệt, đau thiệt, nóng thiệt luôn á, nóng luôn á, chết luôn chứ không cần phỏng nữa. Cái điên khúc rồi cái bắt đầu cái đoàn người nha, đoàn người đi vậy đó. Thì này thánh nữ đi xuống, thánh nữ về kể lại cho mình nghe. Thì ở dưới nó có mấy con quỷ mà cái miệng nó rộng lắm, cỡ nào nó cũng nuốt hết á, mà nó tứ lùng lùng nè, nó chạy 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 giống như y như phim Harry Potter vậy đó, gần giống vậy đó, nuốt người vô bụng nó hết, chạy bao nhiêu cũng nuốt hết, chạy kiểu nào á, la hét cỡ nào, sợ kiểu nào á, cũng không có tránh khỏi mấy con quỷ đó. Rồi những cái người bị xiềng xích xung quanh la hét sùm hết, trong đó có những nhà lãnh đạo quốc gia trong ở trên thế gian mình, trong đó có những ông hồng y, rồi những ông cha rất là đông ở dưới đó, có Michael Jackson nữa hồi nãy tôi biết vậy, tại vì người ta ca bản bi địch là ở dưới địa ngục mà nó bị đau. Tức là mình nói một cái lời xấu mà nhân gian mà lưu truyền á, mình bị tội hoài, cũng giống như mình pass out cái virus gì đó, con hiểu không? Thì người ta bị cái virus COVID nó bị hoài vậy đó, là mình có lỗi. Còn mình nói ra một cái lời gì mà người ta nghe, người ta an tâm, người ta tốt á, thì là mình có phước hoài. Nghe là cái công thức nó cũng y như là cách làm ăn của con thôi à. Con làm một cái thương hiệu gì mà tốt, người ta cứ repeat, người ta mua hoài, con mới đắt hoài. Còn con làm gì mà xấu, người ta absolutely cái một. Thì cái điên khúc cái là vào một cái biển. Cái biển thứ hai, biển thứ hai thì những cái cực hình nó khác hơn, mà nhiều lắm, chứ phụ không có nhớ nhiều mà nổi cực hình. Có những cực hình thấy ngộ lắm. Bỏ người ta vô giống như mình đập giả gạo vậy đó, giải tòa nát hết. Tức là mỗi một cái tội sẽ bị một cái đó. Ở trên thế gian mình làm gì là dưới y nhiệm. Chỉ có cái tội mà ngoại tình là thông dụng nhất đó, là nhiều nhất luôn, khom mành luôn, thì là ôm cộng đồng thôi. Thích ôm đi, hùng lửa. Cái tội cái đó là dưới là khom mành nhất. Còn những cái tội kia là những cái tội mà hung ác, nên dưới là cộng đồng lửa phùng phừng. Rồi có những con quỷ dạ so, rồi những cái con giống như con trâu sắt vậy, nó bằng sắt thiệt mà nó biết đi rồi, nó biết ăn mình nữa, mà cái răng của nó bén nhọn, bụp cái là mình nát tường. Con thấy cái đó. Rồi qua tới biển thứ ba, biển thứ tư, đại khái phụ nói là nó có bốn cái biển hành hình. Người địa ngục nó không, hồi xưa người ta nói 18 tầng địa ngục. Thì sư phụ hỏi mấy gì nó không phải, cả ngàn cái tầng địa ngục. Nhưng Bác Hồ ở tầng 66 rồi, thì làm gì tầng 18. Nhưng mà hồi xưa mình nhỏ mình lớn lên mình nghe ta hù hù nó nói 18 tầng. 18 tầng là ít rồi, không có. Có cả ngàn cái địa ngục. Thì dưới địa ngục, mỗi cái địa ngục đi càng sâu á, tội càng nặng chừng đó.
Mà cái quan trọng là khi mình ở trong cái địa ngục vô gián, cái chữ vô gián có nghĩa là không có thời gian, không có năm để mà tính luôn, tỷ tỷ năm luôn á. Thì trên quả địa cầu này con người nó thay đổi biết nhiêu rồi. Người ta nói là một người làm tội nặng xuống địa ngục vô gián. Thì trên này mình trăm năm đâu nhầm gì đâu. Lúc đó mình đã về trời mất tiêu và họ còn dưới địa ngục. Chỉ vì làm lỗi có chút xíu thôi. Giống như giờ hai đứa, một đứa mà làm lỗi hôm nay đi xuống đó vô gián, còn một đứa 30 năm sau về trời thì 30 năm không đầy 3 second nữa mà người kia khi trở lên đây cái trái đất này không biết đâu nó giống gì không nữa. Vô gián là hàng nghìn năm của cái trái đất mình. Cho nên mấy con mà làm một lỗi nhỏ đi, mấy con sẽ thấy cái hậu quả gấp muôn vạn lần. Chứ nó không phải là ồ lâu lâu tôi làm một cái lỗi nhỏ, tôi cho thỏa mãn cái gì ha, cái giận của tôi, cái ý nguyện của tôi, cái nó không có phải đơn giản. Cái đó mình phải kèm chế đó. Xuống đây là mục đích mình học là gì? Học kèm chế, học nhẫn. Chứ không phải mình giận ngay cái mình làm cho lại gan lại là đó, sư phụ nó là bị đọa vô gián đó. Sau khi cái đó rồi đến cái tầng mà nhiều chúng sanh chết quá trời luôn mà lõm ngõm hàng tỷ hàng vạn ở dưới, người lên trời chả có bao nhiêu hết. Thiên đường hữu lộ vô nhân dấn, tức là cái cổng thiên đàng á mở rộng, nãy cổng thiên đàng mở đây nè, nãy sư phụ kêu mấy đứa nhắm mắt thấy không đó. Tại vì mấy ngày kêu thử cái lực của mấy con có không đó. Tại vì mấy vị biến cái cổng thiên đàng ngay trước mặt, ngay chỗ sân mình này, tức là không có ai chịu lên thiên đàng địa ngục. Bảy lên đây ngồi nói chuyện giùm tu cỡ này mà cũng vậy. Đang quay phim đó. Địa ngục vô môn hữu khách tầm, cái địa ngục đâu có ai muốn xuống đâu, nhưng mà quá trời người xuống, tại vì cái ngã của họ còn, cái tánh nghi ngờ của họ còn, sân si còn, thì địa ngục vô môn hữu khách tầm. Đến khi mà nhiều người chết quá thì lúc đó ngài Địa Tạng đó là, tức là thánh nữ Bà La Môn á, lúc đó là ngài Địa Tạng đó, mà dưới có một cái ông thần thổi một cái ngọn gió đó. Ngọn gió đó kêu là gió xảo phòng, tôi chỉ biết cái tên vậy thôi, nó có thần thông trong đó. Tự nhiên mấy thần hồn hồi nãy bị ôm cục đồng mới không chết rồi phải không, vô chảo dầu phải không, rồi cắt lưỡi rồi phải không, đau chảy mắt rồi, y chang thiệt hết, biết đau, biết sợ, biết khủng hoảng luôn, rồi biết hối hận nữa, muộn rồi, đâu vậy nên đâu có thấy là ấy được. Rồi lúc đó tự nhiên tỉnh lại, vừa nhắm mắt tỉnh lại cái tại thân hồn nó không có xác thịt, mấy vị thổi cái là sống lại, tỉnh lại cái thấy mấy quỷ ở đằng xa chạy tới hả họng cắn mình nó bụp cho tiệp không, là cứ lâu lâu vậy đó. Ngọn gió xảo phong thổi lại, hồi Bích Kỳ cười, giống trong phim đó Bích Kỳ. Dạ. Thế Bích Kỳ lên từng cảnh quay chạy đó rồi đó, có ở cái đó rồi phải không? Con thử qua chưa? Con nhớ được rồi. Nhớ. À, thì cứ thế mà làm tới làm lui. Nhưng mà quan trọng nhất là cái cầu ở dưới đó, là khỉ cái gì, mấy con cái xấu không à, ghê gớm lắm. Ở trên mấy vị đặt những cái cực hình đó, nó có thật chứ không phải thế gian mình ảo tưởng, nó thù hỏi mấy vị có thiệt á. Rồi làm cho mình, cho cái A Lại Giới Thức nó biết sợ. Sư phụ hồi xưa năm 2007 đi tu là cũng vì cái A Lại Giới Thức nó kêu mình đi tu. Mấy con hôm nay đi theo sư phụ, theo Thiên Tâm cũng là vì cái A Lại Giới Thức. Mấy con biết là mấy con là người trời, không phải là người thú. Thì cái A Lại Giới Thức mà đi xuống địa ngục bị hình phạt á, khi mà đầu thai lại thành người á, thành thú cũng phải biết sợ, tại vì nó đâu có mất cái đó, nó chỉ mất đi là mình transform ra một cái
cái image khác, một cái body khác, nhưng mà cái trí não mình nó những cái đó nó record đi. Bây giờ giống như credit card của một người nào mà mua đồ, mua nhà, mua xe nhiều á, in ra dài có chừng chục trang, trong đó có tốt có xấu, cả thiếu tiền điện một sen đó, nó cũng report con bé tới đi đê, đúng không? Thì xuống địa ngục cái lại giải thích đúng mấy trang vậy đó, cái credit report, mấy con đứa nào có credit report không, những đứa không biết đó. Nó y chang vậy thôi à, nó không có cái gì mà mất trong cái não của mình. Nên tại sao có những đứa bây giờ rất là nhút nhát, có những đứa rất là gan dạ, rồi có những đứa sợ cao, có những đứa sợ nước, có những đứa sợ lửa, có những đứa thì ta hù sau lưng cái giật mình đó. Thì là mình đã từng đi xuống địa ngục bị mấy cái đó. Và đồng thời á, có những cái giấc mộng á mà trong bóng tối cứ bị từ rượu hoài đó, là đó nó y chang vậy luôn á. Nó còn nằm lãng giảng trong này à, lâu lâu có ngủ thấy có người rượt mình hoài trong bóng tối á, thì là dưới địa ngục á. Ở một cái thời đại nào mình đã bị hành tội đó, là mở cửa đi cho ai vô cửa này, cửa chánh đi, vòng vòng ngoài hơi lạnh, ngồi ở đây cho nó ấm. Mở cửa bự luôn đi con. Khỏi gì được rồi, được rồi. Ở cái tuổi, nhưng mà tuổi nhỏ nhỏ nhưng mới còn, với tuổi có 7 mới còn có cái opportunity về trời cao, xác suất 80-90% nếu mình giữ đúng cái freeway thiên tâm, không có cán lên, cũng không có lọt xuống bờ lề nha. Còn cái tuổi có 7 cũng đang ngồi trên freeway, nhưng mà đầu óc cũng còn chập chờn lắm, có lúc thì nhấn ga 70 mai, 90 mai, có lúc 10 mai xe 6 ủi đích. Tại vì cái một đời người của mình đi trong lớp học, cho nên người lớn tuổi cái xác suất mà về trời nó lại thấp hơn nhiều lắm, tại không có đủ cái định lực để tu, rất là quan trọng. Thì giống như đó, mấy đệ tử lớn tuổi nè thì phải nương theo mấy đứa nhỏ, và đồng thời mình đừng có bao giờ mình ý mình ồ chị lớn hơn em 20 tuổi, chị sanh trước em, ai mà nói câu đó là thôi xong luôn. Đừng bao giờ, cái tuổi đời nó không có tính theo cái tuổi đạo nghe, trình độ về suốt thế gian khác. Nếu nói gì sao bây giờ trên thế giới cả đóng mấy ông hòa thượng, mấy ông thầy nghe kênh của sư phụ vậy nhiều lắm á, mấy gì nói mà ngày đầu tiên sư phụ chụp cái hình ngay chỗ tượng Phật Chư Lạc có cái hình đó, 700-800 ông thầy đó, mẹ về mới hiện về mới nói những người này sau này sẽ được con độ về trời, họ là hàng đệ tử của con. Cho nên hồi xưa sư phụ gặp mấy thầy trong cái trường, sư phụ lại muốn móp chén. Sau đó mấy vị về nói con là vua, con là thiên tử, mà con gặp ai cũng lại đầu gối không có vàng á, mấy vị cao về là họ tu hàng ngàn kiếp cũng không có bao giờ được bằng con nữa, hàng ngàn kiếp chứ đừng nói trên trăm kiếp, mà tu mà giữ giới luật cũng không được. Tại vì tất cả những cái gì họ tu cũng đều là sư phụ là giáo chủ lập đạo, họ tu theo cái lời lối sư phụ. Muốn thành Bồ Tát, thành Phật và tu hàng tỷ, hàng vạn kiếp mới có đủ cái quyền năng, cái đức để mà dẫn chúng. Nhưng cái thử thách rất là lớn mà con người không vượt qua nổi, đó là Phật Thích Ca đã warning trước. Chúa Giêsu cũng nói, khi ta đã làm các người không bao giờ nhận ra ta. Phật cũng có nói, ở vào thời mạt pháp, có một đệ tử của ta mặc áo đời nhưng mà sẽ đưa nhân loại về trời. Đó là sư phụ. Còn ai mà chấp tướng, chạy theo âm thanh là gì? Những lời ngon, lời ngọt, mỹ từ,
lấy từ trong kinh điển này rồi lặp lại trên máy thôi, chứ không có ra tự nhiên như vậy, không có tự nhiên nói như vậy. Và chấp tướng, chấp màu sắc và âm thanh. Màu sắc là gì? Cái màu vàng đó, con hiểu không? Hãy mặc cái đó lên là tất cả phải im. Sư phụ mà lại mặc áo vàng đó, bảy sức mấy là bảy dám nói chuyện. Tại vì hồi xưa giờ chùa thấy trong chùa gặp mấy thầy bảy cái bề, còn gặp sư phụ là cứ táp táp. Lúc trước có bất ngờ đúng không? Chị Lan đúng không? Bây giờ mình cũng có bảy cũng được á. Gán đi ngang lời cũng còn chấp tướng đó. Không chịu nghe lời Phật dạy vậy chứ. Phật Thích Ca đó nói rồi, thời mạt pháp mà chạy ra màu sắc và âm thanh chỉ có đi xuống địa ngục thôi. Chứ giờ Phật hay là Chúa hay là Thượng Đế muốn thử chúng ta thử bằng cách nào? Bây giờ con coi bây giờ những cái phim của Hàn Quốc hay phim Việt Nam vậy, trời ơi, mấy con mấy ông bự rồi đó vô làm sơ vịt nhà hàng nó phim gì á mới thử coi, rồi giả dạng bồi bàn nữa, nhưng cuối cùng nó thứ thiệt không á, thì cha cũng phải cho thử giả dạng thường dân xuống đây mới thử lòng ai thật ai giả chứ. Chỉ có rất là đơn giản vậy mà người ta không có thích làm. Nó coi phim gì ạ? À, thì phải giả dạng quá không? Ờ, à, giả dạng áo cơ hàng được, áo vũ cơ hàng được. Cha cho sự giả dạng vậy. Chứ giờ ông Lưu Bá Ôn, ông nói rõ mà. À, ông nói chuyện với Chu Nguyên Chương, tức là vua lập qua nhà Minh đó. Sau này giác giả, tức là Di Lạc hạ phàm cứu độ chúng sanh. À, là người như thế nào, sanh ra ở đâu? Ông Lưu Bá Ôn trả lời liền: không sanh ra làm thái tử. Nếu không làm thái tử thì sao làm vua được? Không có quy quyền, không có tiền, không có thế lực, không có nói ai nghe. À, không làm thái tử, cũng không tu trong tu viện. Tu viện trong đó có Công giáo là tu viện, có Hồi giáo cũng là tu viện, Phật giáo cũng tu viện, Ấn Độ giáo cũng tu viện. Tức là ngũ đại tôn phái lớn nhất của thế giới cũng không có nằm ở trong đó. À, thì làm sao mà làm giáo chủ được? Thấy tức cười không? Không phải thái tử mà cũng không phải mà từ trong tu viện nữa. À, vậy chứ cái ông vua ông mới hỏi: vậy giáo chủ tương lai sẽ là sanh ở đâu? Sanh ra một người rất là bình dân, con nhà rất là bình dân, để thử lòng người. Chứ sư phụ mà làm con ông Trump phụ ra giảng pháp chỗ này, trời, cả nước Mỹ nó theo đạo Thiên Tâm hết làm sao? Trong đó luôn mấy thằng Black Lives Matter nữa, nó về trời chắc nó quậy nát cái thiên đường của mình luôn á. Không có đúng, con hiểu không? Rồi mấy thằng cà theo, rồi mấy thằng Nam Mỹ, trời, nó về trời cái đất nó quậy, nó bán áp phiện trên trời luôn làm sao? Hãy suy nghĩ chút xíu. À, chứ sao hỏi sanh cái con thợ mộc đúng, trời, ông nghèo mà ông thật thà lắm. Thì đó là của ông Lưu Bá Ôn nói rồi, sanh ra người bình dân. Nhưng mà cuối cùng là gì nữa nào nhớ? Lấy vàng rải khắp nước Nam tới Bắc. Sau này sư phụ mà có bao nhiêu tiền mà mẹ mà cho, cha mà cho, cả cái núi vàng ở nước Việt Nam sư phụ cho hết. Thù gãy cái này thì hồi đâu có trở lại đâu, giữ chi. Thí dụ mình còn tái sanh trở lại cho đi cầu, mình còn phải để saving nữa, kiếp sau tôi còn xài nha. Thù làm một phát một là xong. Cái núi vàng nó có 10.000 tấn thù cũng cho hết, từ Bắc Việt cho tới Nam Việt cho hết, qua tới Bắc Mỹ, Nam Mỹ luôn, rải vàng từ Nam tới Bắc. Đó là lời của Lưu Bá Ôn nói. Thì chúng nó quá chúng luôn, tại vì Lưu Bá Ôn nói nhiều thứ chúng đó. Giống như chim trắng mà bay vô núi thì nó tập chẳng bình đó, là bạn nó ẩm chúng chúng đó. Rồi nếu nước Tàu chế độ cộng sản của Trung Cộng sẽ sụp đổ, giờ cũng chúng vậy. Chứ mấy con biết Lưu Bá Ôn lại không? Đức thầy mình thôi, cũng một người mấy gì nói mà như một cái kiếp vậy đó.
Ừ, bên Diệu Anh hôm ca hay quá, giờ sư kêu con là thiên ca sĩ nha, cười bên Diệu Anh này dùng hả, tôi nghĩ đâu rồi ở cái đó là tiền con bốn sư phụ cũng giỏi lắm, mấy đứa nhỏ nhỏ này sư phụ thích, tại sư phụ dạy á, sau này dễ giúp sư phụ nhiều thứ được. Phải không? Nó ngồi chơi ngơ ngác quá vậy. Trời ơi, không thấy lạnh lắm mà. Cái này mình nói chuyện chơi thôi, không có thiệt, nó thật chơi nè. Không có nói thiệt, đừng nghe thiệt nghe. Hiểu gì không? Nãy ngồi chơi, nãy ngồi lạnh quá đó, rồi anh vô đây anh ngồi chơi với mấy đứa này. Hay dễ thương lắm. Tên là Lily. Rất là dễ thương. Cô tiên luôn á. Mày có thằng muốn học tiếng Việt không? Kia nó nào dạy tiếng Việt. Chỗ nó mắc cười lắm. Nó lớn lên nó Mỹ mà không biết tiếng Việt. Ở tiểu bang nào không biết, cứ vợ Mỹ. Em bỏ vợ Mỹ. Em muốn cưới về Việt Nam, em học nó tiếng Việt Nam mà nó gặn từ chữ từ mắc cười cũng chết luôn. Em muốn học ăn nước mắm. Nó lên Mỹ mà, nó tiếng Mỹ không mà. À, nó đâu, tên là nó tên gì vậy? Nelson. Nelson. Có đứa nào trong nhóm mình volunteer dạy tiếng Mỹ nó không? Không. Ngon quá, con ghét dạy nó nghe không? Con mua cuốn sách ABC con tập nó viết. Trời ơi, ở Mỹ này nhiều lắm nhân tài Việt Nam quên tiếng Việt quá trời luôn. Ở những tiểu bang kia xa đó mà không có Thiên Long Sơn, không có nơi tụ tập cộng đồng Việt Nam đó, là chỉ có lấy Mỹ thôi. Lấy Mỹ một đời nghe lời sao là mất gốc mất tiêu rồi. Ở nước Mỹ này nó đồng quá bằng kiểu đó. Giờ con coi lại hết đi, đâu có ai là người Anh giặt đâu. Ồ, lai tùm lum hết, nhưng mà họ là người Mỹ. Việt Nam mình sẽ không có bị những cái đó. Việt Nam mình có Thiên Long Sơn tụ lại, có Nam Cali, Bắc Cali, có chùa, có miếu, mà có tập thể của mình, có phở ở đâu là không có mất tiếng Việt. Cho nên đỡ hơn, không biết sao có lọt sổ ông này, anh đẻ ở Mỹ mà nó không biết tiếng Việt. Cho nên phải dạy nó. Sư phụ hồi xưa cũng đâu biết tiếng Việt gần đâu. Thật sự sư phụ nói chuyện tiếng Mỹ không. Ít bây giờ cái gì mà ra đầu là tiếng Mỹ không. Cả mấy đứa con sư phụ nói bằng tiếng Mỹ nó không, chưa từng nói tiếng Việt. Bây giờ bắt đầu thù nó nói là tiếng Việt với mấy đứa lớn. Người ta nói hiếp cái giờ tiếng Mỹ đớ rồi. Nhưng mà phải dợt là chừng mấy ngày đọc báo đồ lại phải không? Thì nó mới cái accent nó mới trở lại. Chứ còn đang nói tiếng Việt mà trở lại tiếng Mỹ cái nó cũng hơi thông dịch lại chút. Vui thiệt. Sao Lily? Có gì không lên đây ngồi chơi? Thôi. Xin phó tài. Tại vì em nói chuyện vui lắm là muốn cho mọi người biết cái dễ thương của em thôi mà. Dễ thương lắm. Bắt trước mấy con sư phụ. Có những cái mà cái thế giới chúng ta học được ngỡ ngàng, bất ngờ, ngộ quá, lạ quá, chưa từng xảy ra, hiếm có. Tức là những cái biến động và những cái gì mà nó phát xuất ra hàng ngày trên quả địa cầu chúng ta. Một quốc gia bị cái gì thì cả địa cầu chúng ta bị ảnh hưởng. Hồi xưa đâu có vụ đó. Hồi xưa bên nào bò rồng đánh thì mình đánh cho đã đi, bên Á Châu đâu bị gì. Nhưng mà bên kia ngủn bữa nay nó lên xe tăng nó lái mình cũng phải rung. Tức là thằng kia nó ho mình đây mình cũng phải nhức đầu á. Tức là một người ảnh hưởng 8 tỷ người. Đó là một cái thời đại rất là lạ lùng. Thì lạ bất ngờ, lạ bất ngờ. Thì lúc đó thường đếm cho những cái chuyện lạ và chuyện bất ngờ. Lạ, đó là sự phụ xuất hiện. Một hình thức rất là lạ. Không có nằm trong ngũ đại chuyện thừa.
không có thuộc dòng giống gia đình giàu có. Một cái thằng làm ruộng mà năm 75 vô là làm ruộng muốn chết, ngủ ngoài đồng lê lớn, đi chân không, trời ơi, bị gai với những chai đâm nát bằng chân luôn á. Không có lúc nào bằng chân phụ mà không có bị nứt á, rồi bùn non nó đắp vô. Tại dưới quê sao mang dép mang giày mà đi đi họ là bị đứt, không có cái bàn chân là nát bấy luôn, giết rồi cãi ra ra một chút cái bùn non là nó cũng là thuốc. Ờ đúng rồi đó, bùn non cũng là loại thuốc. Bây giờ nếu mà ai mà bị đứt chân lấy bùn non chết luôn, chứ hồi xưa là vậy không chứ sao. Bùn non á thì thường mới biết là trời xanh voi xanh cỏ là chỗ đó, còn đây mình đứt tay có một chút xíu giống như là đổ ruột chứ, chỗ đó chuyện thường. Không có lúc nào mà thuộc ngoài ăn á, mà mấy con ruồi nó không ăn ké. Ăn ké gì cũng không? Nó ăn ké thịt cứ không? Tại ghẻ cái nè. Không có coi không? Tại vì ở dưới quê mà, chỗ của ghẻ dữ lắm. Ngồi ăn cơm mà lo ăn cái là nó bu đầy mấy cái mục ghẻ nó cắn. Những cái làm đó. Thì nó mới có chuyện lạ. Rồi bất ngờ năm 2017 cha cho cái đạo, tới ngày hôm nay cũng bất ngờ. Ngộ hàng lớp 4 tiếng Việt đâu có rành đâu, ở Mỹ quên. Mà hôm nay làm giáo chủ một cái đại đạo. Và trong tương lai đưa nước Việt thành nước cường quốc. Cái đó thấy lạ. Rất là lạ. Thì hôm nay mấy con đã học được nhiều cái lạ trong 5 năm nay. Thì mình đừng cho đó là lạ, cho đó là bình thường. Là gì? Mình đã lên cái đại đạo thiên tâm rồi, xa lộ rồi, có thiền bát nhã rồi, xét an toàn rồi. Chỉ lo những người ở ngoài kia lăng tăng họ không có hiểu. Thì nhiệm vụ chúng ta phải làm sao cho họ hiểu. Giống nhiệm vụ đi về Nam Cà Ly, phải làm sao cho mấy ông nó hiểu. Nhưng mà trở lại câu chuyện của mình thì hồi đi máy bay âm thầm như điệp viên 07 kéo theo đồng quá bị lộ, và đồng thời nội bộ không có đứa nào không bị hết, là vui vẻ cả làng. Thì nếu mình thù đi 2 ngày 3 ngày thì không có đứa nào không bị lội theo hết trơn. Rồi giờ có đứa giận này, đứa này đứa kia suy nghĩ mình lắm, ô mệt quá, bởi vì nó hôi ngày cứ điên mình đi. Thì bye bye, khỏi lái xe. Sau này những cái lời mình nói trước này, là nó mới quý báu. Cũng giống như hôm cái buổi tiệc đó, có những người không có hiểu thù kêu giác mặt lên với một cái ông chùm đại ca đó. Lấy cái điện thoại ông ra đi, có phải ngày đó giờ đó tôi nhắn tin cho anh, tôi nói ông Trump sẽ trở về tòa bà đó không? Một người number one ở nước Mỹ mà thừa nhận là thù có. Tại vì thù muốn giữ cái politics đừng có nghiêng về bên nào hết, hiểu không? Khi mình chế một người mình phải biết lo chung cho cái nhóm của mình. Giống như là con biết cái gì tốt con phải chia sẻ, con thấy đó cây gai con phải đi lụm, chứ còn lờ cái người xào sẽ đạp, đúng không? Thì thụ đã có cái đó, hôm thụ chứng minh đó. Ngay ngày đó thụ nói, ông Trump quay lại, anh đừng có bỏ ổng. Ý chàng bữa nay ông bán hồn á. Thì con thấy, không phải một người bình thường có thể có khả năng mà nói chuyện vậy đâu. Tại vì con ông trời thì con ông trời thôi, cái hồn là con ông trời, nhưng cái xác cũng phải làm xác người thôi. Bây giờ muốn thụ làm sao vậy? Tướng gì là đã lắm rồi, lỡ như cái tướng thù lùng lên sao? Đó là mạnh. Phải được đẹp trai như kiểu thằng Nam cũng đã. Trời ơi, Nam đẹp trai nhiều người bú. Làm hàng ngũ với sư phụ bị phân tán bởi nó. Nhưng không sao, sư phụ thương nó lắm. Ừ, tại nó là có tu mà. Xấu trai như kiểu hữu tính không ai ưa cũng được. Thôi cũng nhìn ok đó, thì con trời cũng phải mang thân người. Nhưng mà trên trận thì hồi là nhỏ mà, baby. Thì suốt trận nó cũng có cái vui vui đó. Nhưng mà cũng, thì hồi đã đóng nhiều vai lãnh tụ á.
thì cái tánh nó cũng có một chút xíu giống giống rồi thôi. Chứ bó làm lai thụ vẫn là từ bi. Nói qua rồi quên nè, người nào mà nhớ lời thụ nói người đó là giỏi sư phụ. Thụ nói qua bảo đảm chút quên luôn, không nhớ gì hết. À, tánh ngộ. Cái đầu thụ nó giống như tay trắng vậy, nói xong bôi liền. À, bôi qua bôi lại, nhưng mà giống như là chiếc xe mà bị mưa vậy đó. À, cái màu làm sao không có nhớ, ngộ vậy đó. Này nịnh bạc gì mà nó trẻ đẹp, tóc bạc gì mà trẻ đẹp, anh có đẹp trai không Lily? Ly xấu không? Trời ơi, không, mình phải cần một người ngoài để mà phán xét công bằng. Tại mấy người này á, nói thôi anh không có tin. Giờ em nói anh sao nè? Tôi tin là anh. Hả? Anh thấy mình đẹp trai thì mình đẹp trai hết. À, hay ta. Anh vuốt tóc lên. Đẹp hết nổi rồi. Là con người nó theo nắng theo mưa, ngày nào cũng bị tàn tạ bởi mưa nắng dập dùi khó lắm. Đẹp là trong lòng mình đẹp quan trọng, chứ không phải bề ngoài. Trong lòng vẫn là đẹp trai, không có nhức nhơ. Nhưng mà thật sự mấy con có bao giờ nghĩ ra không? Đầu tiên trai gái đi ngoài đường thì nhìn tướng cao cao dấp dáng rồi ngó coi được là mình chắc cáp. Nhưng mà về đó cái tánh của nó tánh thú tắt đèn rồi con đâu thấy đẹp trai, con thấy cái tánh hung dữ của nó hiện lên rõ. Con hung nó con đâu thấy mặt nó đâu, con thấy nó làm mấy chuyện quái ồ á thì là thú nó hiện lên. Vậy giờ thà con lấy hàng bình thường nhưng mà cái tánh nó là tánh tiên, giờ tắt đèn đâu có thấy mặt nó mà nó hiền dịu hay sao. Mình mới hiểu đó. Cái gì nó từ nội tâm nó ra mà. Nhưng mà có này có thiệt, người mà có thú cái thân của họ đó cũng gần giống như vậy. Nó có những cái cử chỉ lâu lâu con để ý có, thì nó hôi nữa, thì nó hung con á, con thấy khó chịu nhức đầu nữa. Còn mấy như con tiên, con gặp con tiên hung ngát là mình cảm nhận nó phê phê lăn lăn không có nhức đầu quá mà không có thuốc lá nữa. Trời ơi, má ơi, Huyền nói chuyện kỳ cục. Giải thích thực tế đúng không? Cho nên cái chân linh của mình, cái cốt của mình là cái gì phía bên trong quan trọng. Cái da, cái thịt, cái tóc, cái mắt, cái mũi, nó chỉ là như cái ngoại hình thôi, cái áo thôi mà, nó không phải là gì hết. Da thịt nó có thể nhăn nheo, già úa theo thời gian. Nhưng mà cái người mà tâm hồn nghệ sĩ mà cốt tiên đó, họ tới già họ cũng vẫn là nghệ sĩ à. Cũng giống với người mà tánh tình biết tu, rộng lượng. Nó làm được từng có 50 đồng, nó cũng đi đãi bạn bè đang hết 50. Ngày mai là nó bơ mỏ là cũng bơ à. Còn cái thằng mà keo kiện nó có 5 triệu nữa, nó không cho ta xài đồng nào, nó cũng không có ai à. Ai chỗ có nói con ra chuyện ví dụ nữa. Là không ai xài được đồng nào à. Hiểu không? Tôi thấy rất là nhiều mấy đại già trầu tánh tình tính từ xem từ cách. Chứ không có. Mình cứ là ăn ở hiền lành, làm đúng thì cha cho mình, Phật cho mình thêm một nhiều hơn. Tiền thế gian của mình á, ở trên trời mấy gì nhìn xuống giống gì phải không? Hả? Giống như mấy con ở đây nhìn gì rồi mấy con thấy không? Hả? Đâu, mấy con giống như đứng nhìn cái đống rác mười mười tám. À, nó vừa thối vừa hôi lỗ ngổ. Chả khác gì mấy vị tiên trời nhìn xuống tiền của mình vậy á. Mấy thật sự tiền mình nó như rác.
cái thằng cùi, thằng bị Covid, thằng gì cũng cầm qua tợn chăm, tới khi con cầm chỗ nhiều người thấy tợn chăm mừng có hung nữa. Hung hòn là hung, cắt dơ, cái tay dơ ta cầm á, tiền là dơ nhất á. Nên thường á, thù dễ mấy cái này á, là thù đổi tiền với 2 đồng mới á, là chưa có ai đụng. Tại thù là người đầu tiên đụng rồi dễ cái đó. Còn cái tiền mà của mấy đứa đưa cũng ok tạm được, nhưng nó đã qua nhiều cái trượt rồi. Mỗi con người của mình đó là nó có cái trượt, cái thanh khác nhau, cái hôi, cái thơm khác nhau, rồi nó cũng dính chút đó. Đó là lý do tại sao mình có tượng mới hay là thờ cúng thì biết bao nhiêu bàn tay người ta lựa, người ta đụng vô cái tượng. Có tay của con quỷ đụng vô cũng có, tay con hồ ly đụng vô cũng có, con chuột đụng vô, tại nó cũng là thân người, nó cũng đi lựa tượng mà. Tay con này con kia đủ con đụng vô hết, thì cái tượng nó rất là nhiều. Người xấu đụng vô, hàng thấp. Tới khi mình muốn cho mẹ mà điển vô, mà con mà không có người sái tịnh á, con nghĩ cái tượng có lên không? Phật đâu có dám điển vô, trời ơi, quá trời tay vô. Cho nên ở nào có tượng người thụ phải khấn, người thụ mới rửa. Thì tự mấy con cũng làm gì cũng được. Còn thí dụ như một năm á nghe, thường đúng năm, tượng nhà mình thường địa thôi, đừng lấy tượng Phật hay tượng cha mẹ. Thì mình thờ ông địa ngay nhà hay tiệm neo hay tiệm buôn bán của mình đó. Rồi cái mình mua rùa trắng để một cái thao vậy nè, cái mình thả ông địa vô, ở đầu mình lấy cái bông á mình tắm cho ổng. Ờ bữa nay tắm rượu trắng á, cũng đã luôn, khoái luôn. Một năm nó làm cho ổng một lần thì ổng khoái, ông hộ con. Tại vì mấy vị cũng như mình cần phải tắm, cũng giống như bữa sư phụ tính dẫn mấy đứa đi xuống giao viên với Thích Long Bạch Long á. Thằng Mỹ Tiên nó không biết nó leo lưng của Thích Long á, rồi bị mấy gì là đó. Rồi mấy gì mới giải thích la, mà mấy gì giải thích là mấy gì còn thương. Là rồng á, cái dãy á, ngứa, nó giữa kẻ cái dãy nó rất là ngứa, phải không? Tuy là mình có tâm muốn làm tốt, thì mình phải lấy nước hoa, rồi mình rửa, thì mấy ông đã ngứa lắm. Trong cõi vui mấy gì cũng đã ngứa thiệt á, nên bữa nào chợ mới tiên về thì hụ sẽ làm lại. Chứ còn mà bữa nó có lưng tưng leo lên lưng, trời ơi lúc đó lông gỗ luôn á, sừng nó cũng ở trên nó, trên mày á, nhìn nó cũng mỹ tiên á. Cái nguyên cả ngày đó nó dở sống dở chết nguyên ngày, nhớ không, đứa nào đây biết. Rồi cái lúc đó bắt đầu mới xin lại, cái mấy gì kêu mấy tiếng lên, uống ly rượu về, rồi đứng ở giữa phải xử lý, không cách đây mấy tuần á, trước khi đi Âu Châu năm 21 à, mà tắm mấy gì mình phải tắm bằng nước mà không được leo lên, tại vì cái lưng của Thiên Long á, chỉ có mình sư phụ là người leo lên được thôi. Ở trên trời một chân này thụ đứng trên cổ của Thích Long, bên kia là Long, để chiến đấu với thiên ma tối ngại, còn thụ giờ chảnh đâu có được yên đâu, rồi đi đấu với quỷ tối ngại, hai cái chân thụ đấu lên. Ở trên trời mấy gì nói sư phụ có thần thông ghê lắm. Cái cổng thiên đình mà hồi nãy đó, người của mình như là hạt gạo, mọi cái cổng khổng lồ đó. Cái gì nói là sư phụ khả năng làm một cái thành trì như vậy được á, mấy tiên nhỏ nhỏ làm có được. Thì chẳng là hai vị rồng đó, chỉ có mình sư phụ là đứng lên cổ. Xuống thế gian mấy gì cũng theo từ lúc mới sanh tới ngày hôm nay, không có ai được lên lưng. Ok, mình có Lily đây. Lily không có hiểu nhiều, Lily biết ngồi thiền không? Lily để em dạy em ngồi thiền nha. Ok, tắt máy phim, giờ mình ngồi thiền 15 phút đi.
Rồi ra ngoài chơi chứ trời nắng này ra ngoài. Tắt máy. Dạ. Rồi vô để 15 phút. Em bắt ấm.